Hello, tôi mời mình qua và đi nơi xem mắt tìm mẹ tình cảnh giả rồi tôi đi ăn ăn tình cha khen xử lý mèo tình cảnh giả với chị bà ấy sao nhân nào nên nhà rồi sao nhân nào cô sẽ không ăn đi sao nhân nào đi ăn đi đi tình cha phim mà chị bà ấy ấy rồi tao rồi tôi mời sao nhân nào cô sẽ không chị bà ấy cao xin nhà bà ấy lấy tôi nè lấy lì xì à và vì nó đi nơi xem mắt tìm mẹ tình cảnh giả nhá tôi nè lấy lì xì à ô tao rồi tôi mời rồi cô tìm phim mà ai đó xin đi ra lưu về xem mà cả lưu chơi lưu nhà mình đi lên đi đều để xem mà tiếp theo bên mình nó có vì ai đó cũng sẽ không mà chỉ lại bảo tôi này lì lì xe ấy bạn cảm nhận được chưa mà một tuần cũng xí đấy bạn cảm nhận ngay chưa mà một ăn luôn lâu xí mà đấy có vì ai đó tao được mình lưu chỉ lại bảo bạn tham ăn bao nhiêu mà bạn cảm nhận được chưa mà một lì bên nào cũng xí đấy tôi cũng có vì ai đó một lì đi cả bạn cảm nhận được chưa mà tôi mà tôi cũng xí đấy tôi ai đó bạn cảm nhận bên nào chưa xí đấy để chưa ai đó tôi nhớ để nhớ chỉ lo làm đấy một lì đi ăn luôn bao á tôi ai lùi về tao rồi tao mới lùi gặp bạn cảm nhận được chưa bạn cảm nhận tôi chưa bạn cảm nhận lì chưa bạn cảm nhận ngã chưa mà suy nghĩ mong lý đi bên nào cũng xin lấy số đó tao tâm hiểu chỉ tuyệt bí đó có là lý đi mà thêm nó hấp bí tao tâm hiểu chỉ bí là và suy nghĩ xem bảo tao nhớ nhạc cặp nào vậy đấy chào hấp bí tao nhớ tao hả cô bạn cảm nhận tâm trạng mà mong lý cô cũng xí hấp bí bạn cảm nhận lý trạng mà chào tao nhớ lý như là gì sân nè hấp bí ai lùi về bạn cảm nhận ngã chưa mà chào bảo xin lấy sáng ngà hợp ý tôi nhào ngà như là chứ sáng ngà ở lùi về tao ở tầm lùi cả ao mà xì để bạn cảm nhận chào chia con là chia xì chia cô chia xe chia thì mà lao xì mình lấy số đó tao ở tầm lùi xì tuyệt bị rồi cái này đi xì gạo nó hợp ý tao ở tầm lùi gì bị cả gì bị bị sửa nhé ai đó tao ở tầm lùi tôi nhào chào gặp lao nhà mình hợp ý sáu xì tôi nhào khoảng là sẽ ai đó tôm nhau xí cả, nó sẽ lì tôm nhau cua, nó sẽ khó hợp ý tôm nhau được xí à, tôm xí, ai đó tao được mi đó cả, thì mà gì lại để khám mà, đốc khu gì mà, anh nhau cái đốc khu gì mà, bao xí đồ to đấy, tôm đồ to, tôm nhau chả nhà chứ, sẽ xí nhà kia nó, hợp ý ai đó sẽ mà được cả, ai tôm liu, ba con mà lấy số nhé. Tôi nè về tập tâm mà để nhau đạt chế đề và tôn ngũ trì kế mà khổ mẹ. Xe mà tôi nè gì về tập tâm mà thêm nhau đề đề tôi hả trì kế. Nào mà ấm nhau yên nào mà bài ấy chào khổ xe cú tư xe. À bảo án trên nè tôn lê ngà. À là lì yêu cháu bà khổ mẹ lê xuyên yên nhau kế mà khổ mẹ. Tôn lê bà lê khổ mẹ trì kế chào kế lê ưu nhau kế. Ô bì ơ ơ ơ trì kế lê nè nhau kế lê nè nhau để cho là cố xem mà rồi à, bà lúc không mấy sự gì, nhau là lúc không mấy, bà lúc không mấy, nhau là, ai đó tố âm nhau chào như nào chứ, sẽ xem mà sự gì, tông lý à trì kế, chào lý à nhau kế, sẽ xem lý à nhau là, có biết đó, tao được tự nào làm lắm, ai đó tao được mình rồi cả, tố âm nhau trì can gì, ta sẽ gì, nhau là đi à lâu như sao bị rồi, xem mà rồi à đi được cả, bà lúc đi làm mấy sự gì. Sao nhé nào, cô sẽ xin mà xí để tông ở lì xe lì ô chí lại à nó. Tao thầm yêu lì xe lì ô đuôi là. Ở bì lì xe lì mà gà tông ở nhau đi nhìn nhá chứ tông. Rà lì ô xe mà ở xe nông à lì, phát kết lù về xe mà phát kì à nó. Tông tà lì tô, tông nà lì chó, tông tông lì cố, tông lì lì sân nế, tông ngà lì sân ngà, tông chó lì sân xí, tông khôn nà lì nà sạch đế. Tông xe lì nà xe lì, tông gô lì nà xe khôn, tông xe lì, tông xe. Xe mà nào thay đặc khảo, biên phía phát bà mẹ nó. Tông đà lì tông, tông nà lì chá, tông tông lì gô, tông lì lì xe nế, tông ngà lì xe ngà, tông chào lì xe xế, tông khôn nà lì nà xe đế, tông xe lì nà xe lì, tông gô lì nà xe khôn, tông xe lì, tông xe. Hợp bí ai rõ đá rô tầm yêu cá, thì ai lì xe lì gô, chè à mẹ nó. Ở bí chất đề khả mà tao rồi tầm hiểu của lưu lưu của lý nê chào lưu xe mà rô gà xe mà gà tao rồi tầm hiểu của lưu 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 lưu
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆီယမကဒီမှာအကွက်ကလေး၉ခွဲ၆လိုက်တယ်အဲ့အကွက်ကလေး၉ခွဲကိုဆီယမကတစ်ကနေ၁၀ထိ၁၀လိုက်လေးကိုအောက်ကနေအပေါ်တန်းပြီးရရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှင်းမယ်၁၄၃ဟုတ်ပြီအောက်ကနေအပေါ်ဆိုတဲ့အတွက်၄လေးရအောက်ကိုရောက်သွားမယ်၄၅၆ပြီးရင်အောက်ကိုရောက်မယ်၇၈ကိုဟုတ်ပြီခုကမှကျတော့၁၀ကိုဆီယမက ၃ညလေးကိုပဲရှူလိုက်ပါ၃ညလေးကိုပဲရှင်းပဲအဲ့တော့၁ကနေ၃ညတိဆီယမရှင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးမှတ်ထားမှာကဒီကမှတ်ထားမိဟာလေးလိုက်ဆိုကြရအောင်၃ညကနေစလို့လား၈ကင်းကလေးတွေတက်ပေါင်းမှာနောက်ဆုံးကင်းလေးရောက်ရင်တော့တက်ကလေးထပ်ပေါင်းပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့၃ညကနေစလို့လား၃ညကနေစလို့လာဆိုတဲ့အတွက်ဆီယမကပထမဦးဆုံးအတန်းလေးဒီတန်းလေးမှာဆိုရင်ဆီယမကဘာလေးတွေရှင်းမလဲဆိုရင်၃ညရှင်းပြီးပြီဆိုရင်ရှေ့ကင်းကလေးတွေတက်ပေါင်းမှာဆိုတဲ့အတွက်၃ညကိုတက်ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းရတာလေတက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒုတိယတန်းလေးမှာကျတော့ဆီယမကတက်တက်တက်ရှင်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်လဲရှေ့ကင်းကလေးတွေတက်ပေါင်းမှာ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပေါ်ကတက်ကလေးကိုတက်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ၄ဟုတ်ပြီ၄၄၄ရေးပြီနောက်ဆုံးကင်းကလေးရောက်ရင်တော့တက်ကလေးထပ်ပေါင်းပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့၃ညလေးရဲ့ရှေ့မှာကျ၃ညလေးကနောက်ဆုံးကင်းလေးအဲ့တော့၃ညလေးရဲ့ရှေ့မှာကျတော့ခုနကတည်းကနှစ်ကလေးရေးခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီနှစ်ကလေးကိုမှဆီယမကတက်ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ၃ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အပေါ်ဆုံးအတန်းလေးမှာကျတော့ဆီယမကတော့၃ည၃၃ည၆၃ည၉လေးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဂဏန်းနေရဲ့ရှေ့မှာ၃ညရှေ့ရဲ့ဆိုတော့၃ညတန်ဖို့ရှိလား။မရှိရဲ့အတွက်ဆီယမအဲ့၃ညလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့တအားတော့တမီးတို့ရဲ့၃အလီဆီယာလေးနဲ့ဒူလာဆိုတာ၁ကြီးရအောင်နော်။တိုက်ကြည့်မယ်။၃တလီ၃၃နလီ၆၃တောင်းလီ၉၃လေးလီ၁၂၃ငါးလီ
20 ဆိုတဲ့အတွက်ကားလိုသမီးတို့ကအလီလေးတစ်ခုတစ်ခုတိုးသွားတယ်တိုးသွားတိုင်းမှာဘယ်လောက်စီတိုးသွားလဲ4တိုးသွားတယ်နော်အဲ့လိုပဲကားလိုသမီးတို့က4အမြောက်6 4အမြောက်9 4အမြောက်10 4အမြောက်9 4အမြောက်10အဲ့ဒါလေးတွေကိုကားလိုသမီးတို့ကရေထွက်ပြီးတော့ကွက်လက်လေးတွေမှာဖြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကားလိုသမီးတို့ဖြည့်ပြီလားဖြည့်ပြီဆိုရင်4အမြောက်6ကဘယ်လောက်ရလဲ24 4အမြောက်9ဆိုရင်28 4အမြောက်10 32 4အမြောက်9ဆိုရင်36 4အမြောက်10ဆိုရင်40တော့ထိုင်ကုန်တစ်ခုလေးတစ်ခုတိုးသွားရင်တိုးသွားတိုင်းအလီလေးတွေဘယ်လောက်တိုးတိုးသွားလဲ4ခုစီ4ခုစီတိုးတိုးပါရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တောင်းလို့သမီးတို့ကဒီတစ်ခါကျရင်စာမျက်နှာ100မှာရှိရဲ့4အလီစရာလေးကိုကြည့်အောင်နော်တောင်းသမီးကစာမျက်နှာ100မှာရှိတဲ့4အလီစရာလေးကိုလေ့လာပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာမအရင်ဆုံးတစ်ခါအရင်ဖတ်ပြမယ်နော်4တက်လေး4 4နဲ့လေး10 4 3နဲ့12 4 4နဲ့1645လေး20 46လေး24 48လေး28 48လေး32 49လေး36 40လေး40ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ပြမယ်နော်4တက်လေး4 4နဲ့လေး10 43လေး12 44လေး16 45လေး20 46လေး24 49လေး28 48လေး32 49လေး36 40လေး40အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဒီမှာဆိုရင်အဖြေလေးတွေကတစ်ခုတစ်ခုစီမှာဘလောက်လေးစီတိုးသွားရလဲ4 4စီတိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်4ခု4စီတိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အလီစရာလေးကိုမှတ်တဲ့အခါမှာရွယ်တဲ့နီးလေးကိုလည်းဆရာမဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ်နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ဆရာမကအကွက်ကလေးတွေမဆွဲတော့ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်အခေယပုံသဏ္ဍာန် M လေးကိုဆရာမနှစ်ခုရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရေးပြီဆိုရင်လေးဆိုတာကလည်းစုံကိန်းမာရဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဘာကိန်းလေးလဲစုံကိန်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့စုံကိန်းဆိုတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကအရင်ဆုံးစုံကိန်းအလီလေးတွေဆိုရင်စုံကိန်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးရေးမယ်စုံကိန်းလေးတွေရေးကြမယ်1 4 6 8 3ညကွယ်အဲ့တော့ဆရာမကအထက်အောက်အထက်အောက်ပုံစံလေးတွေရေးလိုက်မယ်နော်1 4 6 8 3ညအောက်မှာလည်းအလိုပဲ1 4 6 8 3ညအဲ့လိုစုံကိန်းလေးတွေရေးသွားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုမှတ်ထားမှာက၃ညလေးနဲ့တကာရေရှေ့ကိန်းနောက်တက်ပေါင်းမယ်။အဲ့ဒီတော့၃ညကလေးနဲ့စကာရေဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးနေရာမှာဆင်မကဗာလေးနဲ့စာမလဲဆိုရင်၃ညလေးနဲ့စာမယ်။အဲ့တော့ရေးလိုက်ပြီ၃ည၃ညအဲ့ဒီတော့ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းတက်ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အောက်ကိုရောက်လိုက်။အဲ့တော့၃ညလေးကိုတက်ပေါင်းလိုက်ဘာဖြစ်မလဲ ?1 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့1 1ရေးလိုက်ပြီနောက်ကင်းကိုလည်းတစ်ပေါင်းမှာဆိုတော့တစ်ကိုတစ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်မလဲ ?2 ဟုတ်ပြီရေးမယ်ပြီးရင်နောက်ကင်းကလေးပြန်လို့ရေးဆိုတော့နောက်ကင်းကလေးဆိုတဲ့အတွက်နောက်ကင်းလေးကခုနကတော့ဗာလေးနဲ့ဆုံးခဲ့ရတယ်။2နဲ့ဆုံးခဲ့တာ2နဲ့ဆုံးခဲ့တာဆိုတဲ့ဆင်မှာ2 2ရေးလိုက်ပြီနော်။နောက်ကင်းကလေးပြန်လို့ရေးဆိုတဲ့ဆင်မှာက2 4ရေးကိုရေးလိုက်ပြီရေးလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကင်းနောက်ကင်းတစ်ပေါင်းပြီအဲ့ဒီတော့ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းတက်ပေါင်းပေးဆိုတဲ့အတွက်နှစ်ကိုတက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရမလဲ3ဟုတ်ပြီအားကြောင့်မဆင်မ3 3ရေးလိုက်ပြီနောက်ကိန်းကိုလည်းဘာပေါင်းရမှာပဲလေတက်ပေါင်းရမှာဆိုတဲ့အတွက်3ကိုတက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရမလဲ4အဲ့တော့မှတ်ရမယ်နီးလေးဆင်မပြန်ပြောမယ်နော်စုံကိန်းလေးတွေရေးကြမယ်1 4 6 8 3ညခွဲ3ညလေးနဲ့စကားရဲ့ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းတက်ပေါင်းမယ်နောက်ကနန်းလေးပြန်လို့ရေရှေကိန်းနောက်ကိန်းတက်ပေါင်းပေးအဲ့တော့ဆ iam မခုလှုပ်ထားတာ ਨੇ တားလို့သမီးတို့ရဲ့လေးအလီစရာလေး ਨੇ တူလားဆိုတာတိုက်ကြည့်မယ်နော်ခါတိုင်းလိုပဲကနန်းနေရဲ့ရှေမှာပါတဲ့၃ညလေးဆ iam မပါလို့မလဲဟုတ်ပြီဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တားလို့သမီးတို့ရဲ့လေးအလီစရာလေး ਨੇ ဆ iam မတိုက်ကြည့်မယ်နော်လေးတလေးလေးလေးနယ်လေးရှေ32 4 4 46 45 20 46 24 49 28 48 32 49 36 40 40ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကြားထားတဲ့အဖြေလေးနဲ့တူလားလေးလီစရာလေးနဲ့တူလားဟုတ်ပြီတူတယ်နော်သားတို့သမီးတို့ကအဲ့ဒီအလီစရာလေးကိုအလွတ်မှတ်တဲ့နည်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့အလီစရာလေးကိုအလွတ်ရအောင်မှတ်ထားမယ်နော်ဒီတက်ကဆင်မကပု္ပ္ပာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြပြမယ်နော်
sao mẹ nát đi mà xí bài tô rê đê rê mãi tô lì cháu xí rê tô rê ngà rê mà tô bần nè tô á lô bần nè cháu xí tê lê tô rê đê rê mà tô bần nè cháu xí lê lì cháu hô bì tô rê bần nè rê lê ngà rê á là xù yên tàu rô tâm yên rô gà bà lô bì am lê xù yên yên mẹ chín lì gì mẹ chí lì gì mẹ nô tô rê đê rê mà tô bần nè cháu xí lê lì cháu xí rê đê lì hô bì tô bần nè rê lê nga rê a sư yi li a miao nga yi nha chê li nga li bà lò lê nà sê a sư yi a phì a bà lò yàm lê nà sê chò a lù bê chín đông đa đông xì mà li mò di li lô xì rê chín đông xì đông mà li mò di a lù bà lò xì mê rê a rô chín đông đa đông mà li mò di bà nà lò lê li lô hô bì chín đông bà nà đông lê xì đông xì rê bà nè bà nè bà nè li a miao xì a sư yi li xì li bà lò lê tông xe nè a xuyên lì mô tì dì a lông bà yàm lì tông xe nè lò hô bì tà lô tàm yu a chèn tò rà vè nò a là xuyên tà lô tàm yu gà sà mẹ nà tì a tìm mà xì lì lì chèn ngà lì gù tò chì ào nò lì chèn ngà lì gù lò mè xù rò rò nà bà dì tò bà rè nà bà dì mà bà lì xuyên nà bà gà chì lì mèo xì number kawi nga miao nga number ka nge to miao ne number ka ji to miao cha number nga le miao le number sa lo number sa lo nga ne miao ta se number sa le nga nga miao kho number sa kwe ya le miao de number sa mi swe ya ne miao cha nya ga to miao ko a ra le ri ko ta lo da mi lo ga a le le de so pi lo tất nhiên mình nó đi xem mà mình ấy phi tai mày, hôm nay nó đâu tham dự phi là, hôm nay nó xin lấy miếng xì lì vào lề, lấy xì lì, tông xin nè hôm đi ngang ngang lì, nè sang ngang, tông nè lì, cha, tông cha lì, sáu xì hôm đi lì lì lì, sáu cha, nè xì lì, nè xì, ngang khun lì, tông sang ngang, lì tè lì, lì, nè cha lì sân nè tông cô đi nè sẽ có hôm bị tao đã đem lại cho anh trở về à là suy nè bạn nè liu xem mà sẽ lâu chi à nó nhà xem mà rồi à lịch trình cái hồ nè bạn nè liu xem mà rồi tao cho mình nó nè bạn nè cái à bạn ấy suy từ học phổ sa đi đi thà đi bây giờ mình đã chơi gì đấy bây giờ đi tông lo chi đi bây giờ mình đi chơi đấy bây giờ đi ăn lo đi nhà chơi đấy nè ai rồi xem mà người ta bảo làm được gì thì nhà trên đấy chỉ làm nhà trên đấy thì làm ha, bây giờ nhà đất xem mà, tại vì đi làm là đâu xí à đấy, tông lo, tông lo rồi cái tô âm nhạc bây giờ nhà đi làm là xài đấy, lì chè rồi tô âm nhạc lì nhà trên block cho mẹ, sân này hobby tô lì lì sân này ao suy nghĩ, tại vì đi làm là đâu nhà mẹ, sân này lo hobby ấy rồi xem mà rồi cả năm ba tông này rồi sẽ bị ở toàn này năm ba tông mà chả có phải là sự gì này này giàu đời rồi cái sáng này đó đấy cái li nhá đấy ăn tuổi cô tuổi xì cái li ăn lo mi nhá xì đây này hobby ấy rồi tôi ăn đời rồi mà bên nhà cái sáng này này giàu đời rồi ấy rồi bạn đời rồi mà bên nhà xì này này giàu sự gì đó này hobby ấy rồi ăn tuổi ăn lo mà bên nhà tuổi xì đấy cô à xuyên ba miếng ba lê nè em miếng cô nhìn nhà trên à sụp lao yếm nè cô lì sáu xíu hôm bị anh lùi về xem mà lùi ba lô khăn mới xuyên nó cái number lì number ngã number sáu tiểu tao có tình lo chim nó number lì mà chả có không đan đan gì cái này cái lì ngã yếu thay này đi không đan ngã đan gì lấy gì cái lì miếng đẹp trai nè thay này tên gì tao đã mua lô chi bao, hôm nay tao đã mua chi pi đó, đi nhà chơi này, hôm nay chi pi về xuống rồi, tao đã mua blue lê chi cái này này, con nó đã ra gì mà, cái linh ngay ở suy ra, ba mèo đấy, ngã mèo, con nó vẫn đang đấy, ngã đang suy ra, ngã mèo ngã, ngã ngã đi bao nhiêu đấy, nó sẽ ngã, hôm nay ăn lúa về, nãy bạn ngã chả rồi, bu ở đi đi đấy, cái mồ lê chi xí xí đấy. Bú cháu bú xì lì cái mô á lô mì mía xì tận lì hò bì tao đồ mì mía chì nè xì chì bào nó tao đồ mì mía chì nè xì bì là
hobby à suy ba mía ba chim lê lê mía cha hobby à lê chào lê blau lê nè sè lê kê mô lê anu lao chim lê nè sè lê kuzi chim lê bò nè chào lê xem mô sè tòa mê lô nè bè chào gà ba lê suy a mía mi gong gô a ba dai bưu lô ba lê rồi nè bè gà gì mà a ba gà lê mía o chê bì lê mía o tôn trè mi gong bưu lô ba bì mà ba bô lê bì thà lê ấy cho cái gì mà phá đi đi, xin đi ra, ấy đi rồi, ấy cho cái gì vào đây là phá, quan là cao thì xin đấy, để xem nó bên nào cao thì xin đấy, lì cao thì xin đấy, hobby ấy cho cái bên này xin đấy, tông vậy xin đấy, phá alo, nhà xin tên đi, à rồi lì mèo tông đấy, mấy con mèo đó, giờ bị hobby, nãy bác khảo cái gì đó, ngắm mèo chào đấy, mấy con bị lo bá đấy. Ngã mèo chào đón mi con bưu lô bà sữa, tao lột mi lô, bưu lô lì lô gì mà lấy, xem mà nè tu tu, tao lột mi lô lấy, xin ra chi ao nó, tao lột mi lô xin ra lô yai la, hô bà vi à xuyên xem mà ô, ngã mèo chào đón mi con lì bưu bia vào, bưu lô lì chim lấy, hô đế, tao chả lô, tao ấy mà, tao chả lô, ngã lô xì ấy xuyên, chào ấy mà xuyên, bưu lô chim lấy, hô bì, tao lột mi lô à xuyên đồ ra về. Hãy lưu về nấu thêm lưu lý để lưu lưu dạo mình sinh ra chi bảo. Đi đi ạ cụ, mô ngá cụ, bùi bí lý, kỳ lý chào dạo trở, mô á lô, nhìn nhá, xì mì nì. Hãy lưu lên mẹo lá. Chạy, ở bì nô, ai rô, tao lưu tâm lưu đó, mì gôn lý lê lưu trả tòa vi, ai lý lý lưu lên mẹ trả tòa vi xù rô. Thì nế xe mà tình hề tình hề thả lưu tao lưu tâm lưu ná lêm lá. Thế mẹ xuyên, thì nế xe mà tình hề tình hề thả lưu tao lọc bảo vệ nô.